Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Dosan Việt Nam là một khu phức hợp công nghiệp nặng có vốn đầu tư 300 triệu đô trên 110 hectare đất tại khu kinh tế Dung Quốc, chuyên sản xuất các thiết bị cho các nhà máy điện, cẩu trục cảng biển, thiết bị khử mặn và thiết bị xử lý hóa chất. Dosan Vina hiện đang cung cấp việc làm và thu nhập thường xuyên cho gần 2.500 lao động của công ty và gần 2.000 công nhân của các nhà thầu phụ. Ngày 20 tháng 11 năm 2006, Dosan Vina được cấp chứng nhận đầu tư và ngày 27 tháng 2 2007, lễ khởi công xây dựng khu phức hợp Dosan Vina đã được tiến hành. Ngày 15 tháng 5 2009, lễ khánh thành long trọng đã diễn ra với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Tháng 2 2009, chuyến hàng đầu tiên của công ty đã được xuất khẩu ra thế giới, mở đầu cho sự hình thành và phát triển của Dosan Vina. Dosan Vina đã và đang tham gia sản xuất sản phẩm cho 197 dự án với tổng trọng lượng gần 350.000 tấn và những sản phẩm này hiện đang hoạt động tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Về lò hơi, chúng ta đã và đang cung cấp tổng cộng 11.180 MW điện cho các nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ, Brazil, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Mông Dương 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng và Sông Hậu 1 Việt Nam. Nếu tổng công suất này chỉ sử dụng tại Việt Nam, thì chúng sẽ cung cấp đủ điện tiêu thụ cho cả nước trong vòng nửa năm. Về thiết bị hậu cần, nhà máy MSS đã cung ứng tổng cộng 65 cẩu trục cho các cảng sầm uất thế giới như PSA Singapore, CNPT Ấn Độ, Samarinda Indonesia, Saudi Global Port Ả Rập Xê Út, Tân Cảng Sài Gòn, Cảng Đà Nẵng và cảng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Năm 2017, các nhân viên MSS tiến hành lắp ráp 12 cẩu RMVC và sẽ xuất đến cảng CNPT trong năm 2019. Trong lãnh đạo của cảng Đà Nẵng, chúng tôi quan niệm là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Thì trong cái sản phẩm đầu tiên thì nó cũng có những cái yêu cầu mà tại cảng Đà Nẵng cần thiết phải có để mà nó phù hợp với lại cái việc sản xuất. Và Dosan Vina cũng đã lắng nghe và đã tập trung vào việc hoàn thiện cho cái cần cẩu thứ hai này. Thì qua cái kết quả kiểm tra, thử tải, nghiệm thu thì chúng tôi thấy rằng các cái thông số của cẩu là nó đạt yêu cầu. Tôi tin tưởng rằng là các cái sản phẩm tiếp theo của Dosan Vina sẽ được hoàn thiện và ngày càng phù hợp với lại người sử dụng của Việt Nam. Về thiết bị khử mặn, Dosan Vina tự hào là nhà cung cấp các thiết bị khử mặn theo công nghệ hóa hơi đa giai đoạn cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Chile và Ả Rập Xê Út. Các thiết bị này có thể cung cấp 776 triệu lít nước sạch và đáp ứng nhu cầu sử dụng của gần 2 triệu 500.000 người dân mỗi ngày. Mỗi thiết bị này nặng gần 4.500 tấn, có kích thước tương đương một sân bóng đá và cao gần bằng một tòa nhà 5 tầng. Song hành cùng sản xuất, Dosan Vina luôn chú trọng thực thi trách nhiệm xã hội. Các chương trình vì cộng đồng của Dosan Vina tập trung vào 3 lĩnh vực chính, gồm sức khỏe, giáo dục và nhà ở. Bởi công ty tin rằng đây là những nền tảng cơ bản để hỗ trợ một cộng đồng phát triển vững mạnh. Đến nay, Dosan Vina đã đầu tư hơn 5 triệu 500 ngàn đô cho hoạt động CSR. Về y tế, công ty phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Trung An khám và phát thuốc cho hơn 16.000 người dân, phẫu thuật sức môi hở hàm ếch và đục thủy tinh thể cho 85 bệnh nhân ở Việt Nam và đưa 22 trẻ dị tật bẩm sinh sang Hàn Quốc phẫu thuật. Công ty cũng đã trao tặng 2,6 triệu liều vitamin tổng hợp cho trẻ suy dinh dưỡng, 30 thiết bị vật lý trị liệu cho các bệnh viện và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Về giáo dục, Dosan Vina đã trao 1.079 suất học bổng cho sinh viên của 12 trường đại học lớn trong nước trị giá 283.000 đô, ký kết đào tạo với 17 trường đại học cao đẳng và trung cấp, nâng cấp trường học và trao tặng dụng cụ học tập cho các trường tiểu học địa phương. Về nhà ở,
Dosan Vina đã tiến hành xây mới, nâng cấp và sửa chữa nhà cửa cho 21 hộ gia đình nghèo và neo đơn thuộc xã Bình Thuận và Bình Đông, hỗ trợ xây nhà cho 6 người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bà thì bà thấy nhà nước với lại công ty với cho bà cái nhà là bà có ơn suốt đời hàng bao giờ bà quên á. Bà có chỗ ăn ở khổ mưa gió. Ngoài ra, công ty cũng tiến hành một số hoạt động từ thiện khác. Đáng chú ý là trao tặng gói thiết bị khử mặn cho người dân đảo An Bình trị giá 20 tỷ đồng. Mấy năm trước không có nước thì nó cũng cực khổ, giờ có nước thì nó cũng sướng. Giờ mình có nhà má này nó lọc cho mình, cái đâu không mua nữa, bàn đủ lớn qua nữa. Năm nay mà không có cái nhà má đồ tô này, nước phía nhiều lắm, do nắng lạ quá, mình trời thì nước mưa nó không đủ. Trong những năm qua, Dosan Vina luôn vinh dự khi trở thành một doanh nghiệp FDI gương mẫu tại địa phương và đã được Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành từ trung ương đến địa phương trao tặng nhiều bằng khen, chứng nhận và giải thưởng trên các mặt. Trong đó có hai giải thưởng về hoạt động cộng đồng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc trao. Và trong dịp lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, Dosan Vina đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp to lớn của mình. Với doanh thu ước đạt 200 triệu đô hàng năm, Dosan Vina đã và đang góp một phần lớn vào thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi, nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu, ổn định tình hình kinh tế xã hội thông qua việc tạo ra hàng ngàn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người dân. Ngoài ra, Dosan Vina còn cam kết thúc đẩy ngành cơ khí trong nước bằng cách nội địa hóa các hoạt động, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm cho người lao động Việt Nam và các công ty địa phương để họ có thể phát triển thành thế hệ chuyên gia và công ty dẫn đầu trong tương lai. Phương châm xây dựng ngày mai của bạn hôm nay là một kim chỉ nam chạy xuyên suốt mọi hoạt động của chúng tôi và là cam kết của chúng tôi với khách hàng, nhân viên và đất nước Việt Nam. Proud people, proud Dosan.